Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nhắc đến Halloween, người ta sẽ nghĩ ngay đến những điều rùng rợn, ma quái và đáng sợ. Bạn có tò mò không? Nếu có, hãy cùng chúng tôi theo dõi 7 ngôi nhà ma đáng sợ nhất trên thế giới sau đây nhé. Ngôi nhà ma ám đáng sợ đầu tiên là nhà ma Amityville thuộc New York của Mỹ. Trường hợp của gia đình Lutz được tái hiện trong nhiều bộ phim kinh dị. Năm 1974, gia đình DiFio sống tại nhà này. 6 thành viên đã bị người con cả Ronald DiFio giết hại. Năm sau, gia đình Lutz chuyển vào sinh sống ở đây và nhanh chóng phải rời đi sau khi trong nhà xuất hiện mùi lạ, các vật khó lý giải và các hoạt động siêu nhiên. Đáng sợ hơn, họ khẳng định đã thấy một con quỷ có dạng nửa người nửa lợn. Cũng trên đất nước Mỹ, một ngôi nhà được cho là đã bị ma ám có tên là Villisca ở Iowa. Sau vụ sát hại gia đình Borden vào năm 1892, nhà của họ và cũng là hiện trường vụ án được cải tạo thành một nhà nghỉ. Gia đình Moore đã mua lại nơi này vào năm 1912 và mời hai người bạn nữa tới nghỉ đêm. Tối hôm đó, toàn bộ người có mặt trong căn nhà đã bị giết chết bằng rìu và không thể tìm ra thủ phạm. Bất an bao trùm khu vực suốt nhiều năm và người dân tránh xa ngôi nhà này. Những người tới đây cho biết đã thấy đèn bay, những giọng nói bí ẩn và đồ vật tự di chuyển. Nếu đủ can đảm, bạn có thể đăng ký các tour du lịch tới đây, thậm chí là ở qua đêm. Tiếp theo là dinh thự Hawley thuộc bang Texas của Mỹ. Khách sạn Hawley ở Texas đã bị điều tra vào những năm 1970 khi những khách du lịch bụi hay khách qua đường nghỉ đêm ở đây bị sát hại. Một loạt vụ án đã xảy ra tại khách sạn khiến người dân địa phương tin rằng nơi đây đã bị nguyền rủa hoặc ma quỷ đã nhập vào khách ở và khiến họ ra tay. Các điều tra viên cho biết một số ảnh chụp ngôi nhà nay đã bị bỏ hoang này có ảnh những vũng máu hay bóng đen bí ẩn xuất hiện. Ngôi nhà Bellman ở JN Tây Ban Nha cũng có những dấu hiệu hết sức kỳ lạ. Ngôi nhà này trước đây thuộc về Maria Jambereira. Bên ngoài có vẻ bình thường, ngôi nhà lại là nơi diễn ra một số bí ẩn chưa có lời giải từ năm 1971. Pereira nhận ra một hình lạ xuất hiện trên sàn bếp nhà mình. Khi quan sát kỹ hơn, cô nhận ra hình dạng này giống khuôn mặt 3D của mặt người, như thể một xác chết trồi lên từ nền bê tông. Các nhà hàng xóm của cô dùng rìu bổ xuống nền bếp và phát hiện ra vô số mặt người tương tự ở dưới lớp bê tông phía trên. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng các khuôn mặt này không phải do sơn lên nhưng vẫn chưa lý giải được tại sao chúng xuất hiện. Điều đáng chú ý là nhà của Maria được xây trên một khu nghĩa địa có từ những năm 1830. Địa điểm tiếp theo là dinh thự Lem ở Missouri, Mỹ. Dinh thự này được đánh giá là một trong những ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất nước Mỹ vào thập niên 1980 với các hoạt động siêu nhiên như đồ vật tự chuyển động, nhiều người nghe thấy tiếng thì thầm. Dinh thự Lem có một lịch sử bi thảm. Gia đình William Lem là những người đầu tiên sống ở đây. 4 thành viên trong gia đình này đã tự sát, trong đó có 3 người chết ở dinh thự. Nhiều người tin rằng hồn ma của họ không chỉ đeo bám những ai sống ở đây mà còn khiến họ trở nên tuyệt vọng và tìm cách kết liễu mạng sống của mình. Địa điểm thứ 6 là dinh thự Bailey thuộc nước Mỹ. Dinh thự này nằm ở phố Bailey, Lowell, là cảm hứng cho loạt phim kinh dị American Horror Story Hotel. Du khách ở đây có nhiều trải nghiệm đáng sợ như thấy nước chảy từ những vòi đã hỏng nhiều năm, vết máu xuất hiện trên tường và các bóng đen bí ẩn theo dõi các vị khách tò mò. Ngôi nhà có không khí lạnh lẽo khiến bạn rùng mình từ khi bước vào. Nằm cuối cùng trong top 7 là pháo đài Banga ở Ấn Độ. Cục khảo sát khảo cổ Ấn Độ đặt trụ sở cách pháo đài cổ này khoảng 1 km và cấm du khách vào đây lúc trời tối. Theo truyền thuyết địa phương, một phù thủy độc ác đã nguyền rủa thị trấn sau khi bị người tình sống trong pháo đài này bỏ rơi. Sau đó, cả khu vực chìm vào bệnh dịch và chiến tranh, cuối cùng bị bỏ hoang vào đầu thế kỷ 18. Những người từng tới đây đều cho biết họ cảm thấy buồn bã và khó chịu cho tới khi rời khỏi pháo đài này. Chúng ta vừa điểm qua 7 ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất thế giới.
quả là một không khí rất phù hợp cho mùa Halloween phải không các bạn? Chúc các bạn có một mùa Halloween thật đáng nhớ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!